Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Sáng hôm nay là ngày hiện giờ ở tại Hoa Kỳ là ngày 7 tháng 10 năm 2020. Chúng ta tiếp tục gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về bộ kinh Pháp Bảo Đàm. Hôm nay là kỳ thứ 36. Thưa đại chúng, thì chúng ta đã trải qua 35 kỳ và chúng ta đang học cho tới cái đoạn gọi là cái chương định Địa Huệ. Thưa các vị, thì bữa nay chúng ta tiếp cái đoạn từng rồi. Lục Tổ nhắc nhở chúng ta là các ngươi học đạo chớ cho là trước phát định sau phát huệ, hay trước huệ sau định có khác. Cứ nghĩa như vậy thành ra pháp có nhị tướng. Ở đây chúng ta đi trở lại cái vấn đề, hai cái vấn đề mà chúng ta thường nghĩ đó là vật chất và tâm linh. Tới về vật chất thì bây giờ chúng ta đừng hỏi tại sao trong cái thế giới vật chất, tại sao mà cái quả xoài khi nó còn xanh, nó chua, nó chín, nó ngọt. Bởi vì trong thế giới vật chất ta cũng, thế giới vật chất đơn giản như vậy, đơn thuần như vậy mà chúng ta còn không phân biệt được vị chua, vị ngọt của quả xoài. Vị chát, vị màu hương, vị chát cũng như màu sắc của quả măng cụt. Hà huống chúng ta đi sâu vào thế giới tâm thức, rồi tiến xa hơn nữa là tâm linh, thì các vị hỏi hỏi vì sao và tại sao, đừng hỏi. Không có ai đủ khả năng, đủ can đảm mà trả lời kiểu đó được hết. Nếu quý huynh đệ đã từng đến miền Tây, đã từng sống ở miền Tây, không ai không từng nghe cái danh quả xoài Hòa Lộc, xoài cát Hòa Lộc. Và sống ở miền Tây cũng như miền Đông, không ai không từng nghe quả măng cụt bao giờ. Cái quả xoài cát Hòa Lộc, các vị có biết rằng là nó, nếu khi mà nó còn sống á, dầu cái người có ăn chua cỡ nào, thích ăn chua cỡ nào đi nữa, thì cái vị chua của trái xoài cát Hòa Lộc dường như cũng không mấy người hảo cho mấy. Chua tới mức độ mà, nó xin lỗi các vị, thế gian họ gọi là chua té đáy. Nhưng mà tới khi nó ửng vàng, cho tới nó chín rộ một cái, thì cái vị của nó ngọt. Ngọt gọi là ngọt thanh, ngọt gắt. Như vậy ai là người lấy cái vị chua đó ra và ai là người đưa cái vị ngọt đó vào? Thế thì ta hỏi như thế nào? Hỏi tại sao? Tại vì thế ấy. Không, không trả lời. Càng trả lời thì chúng ta càng đi vào cái lối mịt mờ. Đó là nói về cái vật chất, cũng như quả măng cụt. Trái măng cụt khi nó còn xanh, nó còn sống, nó đâu có phải là cái màu tím như vậy. Thì khi nó mà nó chín rồi màu tím rồi, lấy cái vỏ của nó, cái ruột của nó mình ăn, cái vỏ của nó nấu ra, nó trở thành một cái màu để nhuộm quần áo, nhuộm cái vải, để trở thành màu măng cụt, màu đà. Thì cái màu đó ở đâu? Ai đưa vào? Vì sao? Tại sao? Thì đối với người trí thức không ai hỏi vì sao và tại sao. Đối với tâm thức, khi đi sâu vào tâm linh cũng vậy. Vì vậy mà khi an trụ trong pháp,
thì không có sự phân hóa trước định sau huệ. Thưa đại chúng, đây là chúng ta đang học cái pháp môn gọi là đốn giáo, gọi là pháp bảo đàn của Huệ Năng Lục Tổ nghe. Còn nếu chúng ta mà đi theo cái tuần tự xưa nay thì giới, định, huệ, giải thoát tri kiến. Nhưng mà nhớ chúng ta đang học Lục Tổ Huệ Năng Pháp Bảo Đàn Kinh. Và chúng ta đang đi ngang cái vấn đề để chúng ta dừng ngay mọi cái sự phân hóa. Khi mà tâm ta được sự định hóa rồi đó thì vô ngôn, cho nên định huệ liền có mặt, định và huệ liền có mặt. Khi chúng ta hiểu được tới đây rồi thì đại chúng nghĩ rằng trong vô số cách tu của chư lịch đại tổ sư đã soạn lục để lại trong kho tàng gọi là Tam Tạng Kinh Điển, nhìn cho cùng, suy cho tận, cái cuối cùng chỉ có bốn chữ thôi, là liễu tri thường biết. Một khi mà chúng ta trở về với cái liễu tri thường biết thì ta phá vỡ được cái vô minh chấp ngã, bởi vì vô minh chấp ngã là đầu mối của mọi phiền lụy khổ não ưu bi. Do đầu mối là vô minh chấp ngã cho nên mới có cái vấn đề phiền não ô bi. Vì vậy mà các vị nên nhớ cái dòng gọi là thập nhị nhân duyên đó, vô minh hành thức kinh sắc, cái cuối cùng là ô bi khổ não. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng nói là các ngươi học đạo chớ cho là trước phát định sau phát huệ, hay trước phát huệ sau định có khác. Kiến giải như vậy thành ra pháp có nhị tướng hay sao? Pháp không có hai tướng. Như từng rồi tôi, ở như cái bài học thứ ba rồi tôi với quý vị nói là cái bàn tay này làm sao mà chúng ta có thể chia nó ra làm hai được? Nó là phía 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 bàn tay này gọi là bàn tay tay úp cho nên chỗ này đó bà, bàn tay úp cho nên nó màu màu đen, bàn tay ngửa nó màu trắng, thì làm sao chúng ta chia được cái bàn tay chúng ta ra làm hai để phân biệt cái nào đoạn nào từ đâu tới đâu gọi là trắng, từ đâu tới đâu gọi là đen. Cũng như cái đồng tiền nó có hai mặt như thế này, thì làm sao và làm sao chia ra được làm hai mặt đồng tiền để tôi xài một mặt đây? Cho nên hiểu tận cùng, tận tri pháp tức thị giả danh. Đó là giả danh mà gọi là nhân duyên sở sanh pháp, ngã thiết tức thị không, diệt danh vi giả danh, diệt danh trung đạo nghĩa. Người đi tới Phật phải hiểu như vậy, biết như vậy, tỏ rõ như vậy để con người sống một cái lý trung đạo, sống hài hòa với cái lý trung đạo. Vì vậy mà tổ nói là nếu như kiến giải như vậy thì có pháp nhị tướng hay sao? Miệng tuy nói lành mà trong tâm chẳng lành, tuy có định huệ mà định huệ chẳng đồng nhau. Nhiều người cứ nói là tôi nói như vậy nhưng mà tâm tôi không có như vậy kìa. Cái gì đấy nói vậy chứ tâm không có vậy, cũng phải có vậy đó, nhưng mà tùy. Chứ đừng có nói tôi nói như vậy mà tâm tôi không có như vậy kìa. Chửi người ta cho đã rồi chửi tát vào mặt nó, tôi nói như vậy chứ tâm tôi không có như vậy kìa. Tôi là khẩu xà mà tâm Phật à, không có vụ đó, không có vụ khẩu xà tâm Phật. Đó là biện giải, đó là biện hộ, đó là lý luận thôi. Tâm xà mới khẩu xà. Cho nên tôi thường đấy, ôi người đã khẩu xà tâm Phật.
Nếu nói sâu xa hơn thì tâm ai cũng tâm Phật hết á. Không tâm Phật sao tu để thành Phật? Nhưng mà khi tâm xà nóng lên cho nên mới khẩu xà. Đó là nói để biện luận mình thôi. Chứ cái tâm mà nó không có khởi xướng thì miệng sao nó phát bùng ra lời nói được. Cho nên quý vị để ý coi, khi nào mà tôi bất an á, tôi bấp bên á, trời ơi, tôi nói dữ lắm, mặt tôi đỏ phừng phừng, tôi giận lắm, tôi mới thốt ra lời nói chứ. Chứ còn khi tôi cười về, tôi an vui về, tôi nói chuyện về là tôi đâu có nói lời nào mà nặng nề khó nghe đâu. Nhưng mà khi tôi khởi lên một cái sự khó chịu, sự bực bội, sự nóng bức thì tôi phát ra lời nào cũng là mũi tên, cũng là giáo nhọn, cũng là lựu đạn, cũng là sắt thép hết trơn. Cho nên cái kiểu mà người đời họ nói nhiều câu, họ biện giải, họ lý luận, tôi khẩu xà chứ thật là tâm Phật. Không có vụ đó nha. Không có vụ khẩu xà mà tâm Phật nha. Lúc mà khẩu xà đó này, lúc đó tâm cũng đang xà đó. Tâm xà mới khẩu xà. Tâm Phật thì làm gì có khẩu xà. Ở đây để tôi nói chỗ nào đây, để tôi nói tiếp nè. Miệng tuy nói lành mà trong tâm chẳng lành, tuy có định huệ mà định huệ chẳng đồng nhau. Nếu tâm miệng đều lành thì trong ngoài nhất thể, tức là định huệ đồng nhau. Các vị để ý từ lúc đoạn đầu, các cái phẩm đầu cho tới với phẩm bây giờ, các vị nên nhớ là lục tổ thường nhắc cái tâm và miệng hợp nhất. Tâm và miệng phải hợp nhất. Miệng nói lành thì trong tâm phải lành, miệng nói tu thì trong tâm phải có tu. Miệng nói thì tu, mở miệng thì tu, tu mở miệng thì coi như là xả xả, tri tri, bỏ bỏ, buông buông. Mà trong tâm không có tu, không có buông thì sao? Vì vậy thưa các vị á, sở dĩ chúng ta đó loại trừ, Đức Phật dạy chúng ta cái cách đó, tổ dạy chúng ta đó, chúng ta mà loại trừ cái sầu khổ bất an hay là loại trừ cái sinh tử luân hồi không quá khó. Vấn đề là ta chịu dừng lại những cái suy nghĩ rối bời bời, những cái tâm trạng bất an, những cái tâm trạng lo lắng, những cái tâm trạng nghi ngờ hay không. Chúng ta dừng lại những cái thứ đó bời bời đó bằng cái định tuệ hay không? Cho nên người tu là làm cách nào á, mời cho được cái tâm nó an trú về cái nơi thân, để soi sáng từng cử chỉ nơi thân. Thông thường chúng ta để cái ý thức chúng ta đó, nó rời khỏi thân, cho nó dông rủi, nó dông rủi tới mức độ mà xa không bờ mé. Cho nên thân tâm hợp nhất, thân khẩu hợp nhất thì định tuệ hợp nhất thì gọi là đồng tu. Cho nên cái nhóm mà của tịnh độ á, thì họ gọi họ là bạn đồng tu đó. Đồng tu. Hay gọi là đồng tu thì phải là thân tâm hợp nhất, thân khẩu hợp nhất, định tuệ hợp nhất. Đức Thế Tôn của ta, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật của ta, dầu là thầy của trời người đó, nhưng mà thường hằng tâm thức, Ngài luôn thường hằng tâm thức. Ngài là Phật rồi đó mà Ngài vẫn luôn ngồi thiền, Ngài vẫn luôn sống trong chánh định. Chứ đâu đó thành Phật rồi thôi muốn ăn nào ăn, ngủ nào ngủ, muốn gì muốn đâu. Thành Phật rồi đó mà vẫn đi khất thực, đi về tới giờ ăn, ngồi ăn, ăn xong rồi thiền hành, thiền định, thiền quán. Chứ đâu đó thành Phật rồi thôi ta mệt rồi, giờ ta tu bao nhiêu kiếp mà ta thành rồi đó, bây giờ là ta dạy cho các ngươi, chứ giờ ta ngủ, mình ngủ ta không có cần ngồi thiền nữa, ta thiền rồi à.
Ngài làm những cái điều đó có nghĩa là Ngài đem cái tâm đậu nơi cái thân, gọi là thân đâu tâm đó. Vì vậy mà tổ sư mới nói là tự ngộ tu hành chẳng nên tranh biện, nếu tranh giành trước sau thì đồng với kẻ mê, chấm dứt hơn thua lại thêm ngã chấp, chẳng lìa được tứ tướng. Tu mà tranh biện, tranh luận, tranh giành thì đồng với kẻ mê. Ngày nay nó khổ nhiều cái á, sở dĩ nói ra nó đụng chạm á, là người tu ngày nay không có rõ được cái mục đích tu, quên cái lý tưởng tu hành là giải thoát, cái giác ngộ. Vì chỗ đó mà chạy theo đam mê, theo cái danh vọng bạc tiền, cái gì gọi là danh văn lợi dưỡng. Tôi thấy đấu đá hơn thua nhau từng cái chức vị nhỏ tới từng cái ngôi chùa. Đi đâu mình có chức mà không giới thiệu có chức đó đó, cứ gọi là không giới thiệu có chức đó, thành ra cái chức này nó làm cho mình khó chịu lắm. Bởi vì mình có chức vì vì cái chức mà không giới thiệu mình khó chịu à. Một chức không muốn, phải giới thiệu các cái chức. Ví dụ một vị trưởng ban trị sự một Phật giáo tỉnh thì vị đó phải là ủy viên trung ương, phó ban trung ương, kiêm cái gì đó, cho tới cuối cùng là trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Lào, tỉnh Campuchia gì đó, tỉnh Thái Lan gì đó, tôi không cần nói tỉnh nào hết. Giới thiệu là trưởng ban trị sự của giáo tỉnh, là trong tỉnh đó mình đã oai phong rồi không chịu đâu, phải ủy viên hội đồng trị sự trung ương và phải phó ban, hả, ủy viên hội đồng trị sự thì phải phó ban gì đó của trung ương, viện trung ương, rồi phải kiêm trưởng ban trị sự, rồi kiêm nhiều cái kiêm quá. Ghế ít mà đích nhiều. Vì lẽ đó mà định huệ nó mới không đồng nhất. Cho nên sự tranh cãi là do bản ngã, là do chứng minh cho người khác biết về mình. Tâm thức ở từng cạn thì hay đấu đá tranh cãi, khi tâm thức ở từng sâu tu tập thì sự tranh cãi nó vơi đi, nó nhẹ đi. Nên tôi nói câu mà khó nghe mà không biết quý vị có để ý, tôi nói là người nào mà tu hành mà còn tranh cãi đó là cái trò trẻ con, trò chơi của trẻ con. Chứ còn nếu mà hiểu đạo rồi thì liễu liễu tận chư pháp, tận tri bất thật tức thị giả danh, mà giả chúng duyên nhi sanh, cố viết chúng sanh mà có cái gì thật đâu mà dành chứ. Cho nên nên Tổ Quy Sơn nói cái bài Minh nè, cái bài Minh mà tôi đọc đi đọc lại mà mấy chục năm trước không có thấm nghe cái gì, bây giờ ngồi đọc nó thấm từng chữ vậy đó. Trời ơi, thấm hết thức, thấm 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 mà thấm sâu sắc này. Huyễn thân mộng trạch, không trung vật sắc, tiền tế vô cùng, hậu tế ninh khắc, xuất thử một bỉ thăng trầm bì cực, vị miễn tam luân hà thời hưu tức, tham liên thế gian ấm duyên thành chất, tùng sanh chế lão nhất vô sở đắc, căn bản vô minh nhân tư bị hoặc, quan âm khả tức sát na bất trắc, kim sanh không quá lai thế trắc tắc, tùng mê ký mê giai nhân lục bạch, lục đạo giảng hoàng tam giới bồ bạch. Các Phật tử hay là các vị xuất gia chỉ thuộc cái bài Minh này thôi,
ứng dụng cái bài văn này thôi cũng thành Phật đắc tội. Quyển Lăng Mộng Trạch không trung vật sắc, mình thấy cái thân mình đó là quyển thân, rằng cái thân này như nhà mộng, thân này như nhà mộng, trong không có một vật sắc. Mới dịch dần dần, ngài dịch là rằng thân quảng chiêm bao nhà cửa, tuồng sắc hình hiện giữa chân không, minh mang lối trước không cùng, lối sau nào lại có tông tích gì. Ngàn trước không cùng, mé sau xa lắc, nghĩa là tiền tế vô cùng, hậu thế nên khác, hậu thế nên khác. Xuất thử một bỉ thân trầm bì cực, xuất thử một bỉ là mình ra vào có đó rồi không, xuống lên khổ khắc. Các vị thử nghĩ, được làm thân người đâu có sướng ích gì, bộ dễ lắm sao? Chui ra chui vào tam giới này sướng ích chi? Chưa ra khỏi tam giới thì có lúc nào mà dứt bạc được đâu. Vì tham luyến thế gian cho nên ấm duyên thành chất, cùng sanh chứ lão nhất vô sở đắc. Cho nên giờ tôi mỗi buổi chiều vậy, tôi cứ là Quan Âm khả tịch, sát na bất trắc. Mình thấy rằng Quan Âm mà bóng chiều, Quan Âm là bóng chiều, nó vội vã, nó trôi qua rồi, thì giống như sát na của mình nó cũng luôn thay đổi, nó không có gì bền chắc hết. Mai là cuộc trần thế có chi là bền chắc, cõi trần gian mỗi khắc đột mỗi đổi đời đó. Dầu trai lớn nhỏ trong đời, nếu đã sống ắt thời có chết đó, vậy mà mình không có thấy được vô thường. Tội nghiệp lắm, có nhiều người nói tôi không đạo gì hết trơn á. Nghe câu đó cũng đáng thương. Rồi có người thì nói tôi đạo ạ. Tôi đạo Phật à, mà tôi đạo Phật và tôi mê tín dị đoan, tôi viễn hoạt quan đường, theo những ông thầy mà chiên chỉ đồng bóng cúng kiến cũng thấy thương nữa. Cho nên vì vậy mà sự tranh cãi là do cái bản ngã, là do chứng minh cho người khác biết về mình. Cho nên tâm thức ở từng cạn thì hai thức đấu đá tranh cãi, còn tâm thức ở từng sâu á của sự tu tập thì tranh cãi nó nhẹ đi, nó vơi đi. Chúng ta nhìn lại những cái người cao niên ấy, những người già lớn tuổi ấy, những ông cụ, những bà cụ đó, người ta đã từng đi qua cái nỗi khổ sầu của nhân thế rồi, nỗi bất an của nhân thế rồi, từng nếm trải hương vị chua cay bùi ngọt của cuộc sống rồi, thì những người ấy đó, mình thấy họ nó như cái vẻ lạnh lùng băng giá vậy. Nhưng mà khi nào chúng ta khởi lên con, ta khơi lên con, khơi lên coi, chúng ta nghe được những cái tiếng nhắn nhủ, tiếng dạy phiên, những cái tiếng của người lớn tuổi kia đó, nó không khác gì cái dòng nước Mê Công chảy xiết đâu, nhưng mà khi cần người ta mới nói. Cũng như con cá rồng rồng, cá lồng tông thì thôi, nó lủng lẳng, nó hụp lặng, nó bò trên mặt nước. Nhưng mà những con cá mà lớn đó, nó im lìm, nó lặn sâu. Trẻ con thì đụng chuyện là đấu đá, là cãi vã. Người già thì đầm thắm. Còn chúng ta phải tự biết chính ta là người tu. Người khác họ có quyền họ nghĩ về mình trăm thứ. Nào là mình tốt, nào là mình xấu, nào mình trắng, nào mình đen, nào mình hay, nào mình dở, vân vân. Và nhất là thế giới ngày nay á, họ bán mũ mão đầy khắp hết, cho nên những ai có tiền họ thừa dịp, những ai có tiếng nói họ thừa dịp đi mua những cái mũ đó họ chụp. Không ai có thể cản được, vì ngày nay cái thế giới ngày nay là dư mũ mão. Nhưng mà đổi hay không là do mình. Hơn nữa, có đội cũng chỉ là bên ngoài, còn lắng sâu tâm thức ở bên trong ai mà biết được.
Cho nên người trí thức thật sự khi muốn nhắc nhở ai thì lời nói họ rất sâu sắc, không làm cho người bị tổn thương, tự ái, thì đó là mấy người trí thức. Vậy mà Phật tử chúng ta tu hãy loại bớt cái sự tranh chấp, và càng tu thì chúng ta có vẻ như càng đờ đẫn đi, càng thẫn thờ đi những chuyện phải quấy của nhân gian. Người mà khéo á, khéo tu hãy biết và lo đời sống cho mình từng ngày, đem cái tâm thức trở về trụ trong cái thân này. Tổ dạy thiện trí thức, định huệ ví như cái gì? Như đèn và ánh sáng, có đèn thì sáng, không đèn thì tối. Đèn là thể của sáng, sáng là dụng của đèn. Tên tuy có hai, thể vốn là một, pháp định huệ cũng như vậy. Định huệ giống như cái đèn. Thì vậy mà có vị tổ sư hỏi chứ rằng cái người nông dân đi cài, đi cài của cái lửa cài, cái cài sau cái lưng con trâu, vậy khi cài đó người ta đánh con trâu hay đánh cái cài? Buộc lòng phải đánh con trâu để cho con trâu đi tới. Tới đây tôi mới nhớ là ngày nay thì tại cái xã hội nó văn minh cho nên người ta chế biến ra được cái máy móc nha. Chứ các huynh đệ thấy xa xưa kia cài tội nghiệp con trâu lắm. Một buổi cài rồi là con trâu, cái lưng con trâu nó nhừ hết. Biết rồi đánh đến nó chai hết. Mà là làm nó là thân trâu cài ngựa cởi thì phải chịu thôi. Vậy mà đời người chúng ta đó, nếu sống mà sống thượng loàn hạ cuối, sống mà bưng bở nịnh bưng bưng bô nịnh bơ gì đó nịnh bợ, sống mà gian dối lương tâm và đạo đức, sống mà vì mình mà quên cái sự khổ đau của người, hại người đó, loại mình mà hại người đó, sống để cho dinh thân phì gia, sống mà lường gạt thiên hạ, sống mà lấy dễ the che mắt thánh đó, là coi như hết cái phước báo sẽ đầu thai, hết cái phước làm người sẽ đầu thai làm trâu cài ngựa cởi. Trong đó có thầy tu bà giải đó, thầy tu bà giải là dễ đọa nhất, làm người vậy chứ muốn đọa thành thú không phải dễ. Mà làm thầy tu bà giải đọa làm thú là dễ nhất. Tại vì thay vì làm cái phước báo của trời người để cho trời người cúng dường mà mình không làm được tròn, cho nên vì vậy mà mắc nợ quá nặng nề thì dễ là làm thân trâu cài ngựa cởi. Nhưng mà mấy thầy ngày nay không có sợ, là tại vì lý do tại sao không sợ là tại vì ngày nay cài bằng cái máy. Ngày nay đi bằng xe hơi chứ không có đi bằng xe ngựa. Vì vậy mà càng ngày á, người tu không có sợ nhân quả tội phước như người tu hồi xưa. Hồi xưa sợ tội phước lắm, vì sợ nhân quả tội phước cho nên chư là đại tổ sư á, chuyên công trì trí tu hành. Còn ngày nay không có. Ngày nay mấy thầy đâu có thời giờ dành để đi học để có bằng bác sĩ, bằng luật sư, bằng kinh tế, bằng nhân văn, rồi học tiếng Âu, tiếng Anh cho giỏi, ủi đồ cho nó láng, phải lau xe, rửa xe, chứ ngày nay với thầy đâu có thời giờ công phu hành trì chi. Làm tỳ kheo rồi đó, bổn phận ta phải cúng dường cho mình chứ mình cầu nguyện chi, tụng kinh chi. Cái thầy ngày nay là phải học là triết này, triết kia, triết nọ để đi cãi, đi lý luận. Vậy mà quên cái nhân quả tội phước thiện ác. Cho nên thiện tri thức định huệ ví như cái gì? Ví như đèn và ánh sáng. Có đèn thì có sáng, không đèn thì tối. Đèn là thể của sáng, sáng là dụng của đèn. Tên tuy có hai, thể vốn là một, pháp định huệ cũng như vậy. Tổ sư dạy rằng thiện tri thức
Nói nhất hạnh tam muội là ở tất cả mọi nơi đi đứng nằm ngồi thường hành trực tâm. Nhất hạnh tam muội là chánh định. Là đi đứng nằm ngồi trực thường hành trực tâm. Cái tâm nó thường trực. Cái tâm không rời cái thân. Ở chỗ này để nó tu hành là thân tâm phải hợp nhất như nãy tôi nói. Bây giờ mình cứ mình để cái tâm mình nó đi đâu á, có khi cả ngày nó không có về. Khi như mà cạc nó trực tâm là đạo tràng, trực tâm là tịnh độ, chớ nên tâm hạnh quanh co, miệng thì nói trực, nói nhất hạnh tâm muội mà chẳng hành trực tâm. Người hành trực tâm đối với tất cả pháp chẳng nên chấp trước, kẻ mê chấp pháp tướng, chấp nhất hạnh tâm muội cứ ngồi yên chẳng động, vọng tưởng thanh khờ chẳng khởi nơi tâm, tức là nhất hạnh tâm muội. Kiến giải như vậy đồng với vô tình, đó là nhân duyên chướng đạo. Thôi hay quá, này muốn nói nhiều đó thôi à. Bữa nay cho tự nhiên muốn nói nhiều đó thôi à. Hẹn tuần sau nói tiếp đi, này muốn nói nhiều đó à. Bây giờ tôi tự tại lắm, có gì muốn nói nhiều nói, muốn nói nhiều đó. Thôi chúng ta nghỉ nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Này muốn nói nhiều đó.